Dù hôm nay mới là mùng 5 Tết Giáp Thìn, nhưng hầu hết các câu lạc bộ tại V-League đã sớm hội quân để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Việc V-League sớm trở lại với loạt đấu đầu tiên thuộc vòng 9 diễn ra từ ngày 17 tháng 2 khiến các đội bóng phải rút ngắn kỳ nghỉ. Nhiều câu lạc bộ như Thể Công Viettel hay Thanh Hóa đã tập buổi khai xuân từ mùng 3 Tết, trong khi những đội bóng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Hà Nội FC bước vào tập luyện từ mùng 4. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên đường ra Hà Nội vào ngày mai để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Công an Hà Nội. Trong khi đó, các ngoại binh thậm chí vẫn ra sân tập luyện trong những ngày Tết vừa qua. Một số cầu thủ ngoại đã có dịp tận hưởng ngày Tết cùng gia đình của các đồng đội. Tất cả sẽ cùng hướng đến một kết quả tốt ở vòng đấu đầu tiên của năm mới Giáp Thìn.